chạy bàn ấy, ui hai cái manit chạm bằng gì đây, ui chạm bằng cái manit, chạm bằng cái manit. Ok, và chúng ta sẽ đến với lại game thứ tư, set đầu, cái set thứ tư game đầu tiên. Bây giờ lại ra Zen rồi, đấy Miner. Bên kia là Bamus. Thủ lực tuần này sẽ ok và sẽ có lực thế về AD. Vâng, con Bandit. Chặn bắn ấy, ui hai con Bandit. Hai con Bandit chặn bằng gì đây? Ui chặn bằng Nightwing. Chặn bằng Nightwing. Hút đi em. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ôi giời. Mãi cả trời khi mà hai con Bandit quỳ luôn đấy. Pha xử lý giáp quá hay. Pha xử lý giáp quá hay đến từ con Hasam, nó rất là khét. Hello. Hello class Ares Glasser. Chứ zoom vào kìa. Bây giờ là có lợi thế về Ellie, vì vậy là không việc gì mà Hasam có thể công sớm làm cái gì. Bên kia Poison thì với con Kanokat hãy cẩn thận, hãy cẩn thận con Kanokat. Bây giờ mình nghĩ là dùng Miner để câu rỉa rồi và đánh lạc tướng con Kalukat. Đúng rồi, ba mất sẽ thắng ngay xa cao một chút. Cao một chút để không tránh cái bình. Con Dragon nằm xuống rồi. Poison như vậy thì vẫn có thời gian để cho con kia bắn được. You are supporting which team? Brazil. Sau bàn nét này thì mình ba mắt sẽ đi vào sẽ lạ. Có lẽ là vậy. Nhưng mà còn chưa biết được, nói chung là phải đợi nó đợi xếp xong rồi thấy xem là mai người ta thay đổi chứ. Bắn đi vào chúng rồi. Why? Đánh thế này chả thắng. Đây này, phải bây giờ Arab mới bắt đầu, Arab mới bắt đầu thể hiện đây này. Đánh như thế chứ. Thực ra là hai đội này đều được vòng trong, được vào vòng trong rồi, tuy nhiên thì hôm nay sẽ là phân trên dưới, đội nào sẽ nằm bảng nhất bảng lại gì bảng. Thank you.
Cùng giờ với bảng này là bảng ở bên có một trận đánh giữa Pháp với lại Dominica. Trận đấy cũng rất là hay. Nhưng mà nó nằm ở trong một cái cây khác. Lại là Nightwish, liệu rằng đây sẽ là một deck Giant không? Liệu rằng đây sẽ là một deck Giant không? Pháp đang thắng 4-0 rồi à? Phải cái đá. Mày không stream trận đấy. Oh, I'm in Sandstorm Arab. Cool. Miner. Cẩn thận. Mình nghĩ như này là deck, vẫn là deck Giant rồi. Không nghĩ lại là deck No Golem Nightwish. Cũng có thể đấy, cũng có thể là như vậy. Một cái giáp vừa ra rồi. Wow, lúc nãy cái trận của Bỉ với lại Malaysia đấy, thắng trắng 4-0 rồi đến cuối cùng là bị thua đấy. Quá nhiều bất ngờ này, trên đời này quá gì cũng có thể xảy ra. Bắn hết vào được rồi. Có phải nói là Hassad anh một người chơi rất thích chơi của Bandit này. Với Lego đây là một deck golem với lại con rocket còn của Tornado nữa. Ba mất rồi, bây giờ Tornado họ sẽ đặt Nightwish ngay phía vậy và rocket luôn. Nhưng mà nếu rocket như thế này thì vẫn có lợi, Belly vẫn có 6-6 đổi 6, đúng không? Vẫn có lợi và Hassan anh người rất thích chơi Bandit. Bây giờ thì con golem position này thì cần lắm phải có một Bandit thả như vậy tới sớm. Thủ luôn rất là ok đến từ Hassan, rất tốt. Bây giờ lại có tận thế đi vòng Bandit thứ hai rồi, con Bandit thứ hai rồi chạy theo đằng sau đó. Vâng, dùng đi con golem IC rất là tốt, không thể ăn được trụ luôn. Rất là tốt, vẫn có một hit đến từ vâng, có 3 hit chuyến thông hit. Oh my god, đánh cực kỳ khét anh em ạ, đánh cực kỳ khét. Ui, bạn vào trụ không, không vào rồi, một mình miner. Ui, hai con miner rồi, what the fuck. Ui, đánh như này, đánh tặng nhãn. Ui rồi, đánh mãn nhãn như này. Ui rồi. Miner bắt được không? Bắt được rồi. Ui, golem ra luôn. Quá là cục đấy. Mình không nghĩ là đến cái trường hợp là giáp cycle đâu. Miner rồi, sai bắt cycle rồi chết. Bắt được rồi, cái sát được rồi. Cho mình hỏi thật là mọi người có thấy mãn nhãn không ạ? Mọi người có thấy mãn nhãn không ạ?